Tâm điểm chiến sự Nga Ukraine tối ngày 21 tháng 8. Giữa lúc binh sĩ bị phay ráp ở vùng Kursk, Nga hốt khoảng nhìn thấy binh đoàn Anh Mỹ tham chiến cùng Ukraine ở Kursk. Cùng lúc đó, Ukraine lại giành thêm chiến công lớn, kiểm soát thêm 13 km vuông vùng Kursk của Nga. đáng chú ý, lữ đoàn dù Ukraine đánh tăng lữ đoàn thủy quân lục chiến Nga tại Kursk. Dân phụ biên giới Nga tố chính quyền bỏ mặt dân tháo chạy trước khi nghe tiếng pháo nổ từ Ukraine. Tại mặt trận miền đông Ukraine, giao tranh rực lửa, Nga thiệt hại nặng nề ở khu vực Bokros. Quân đội Ukraine thổi bay radar hàng cực hiếm của Nga ở mặt trận Tavria ông Tập giảm 30% lượng dầu mua từ Nga sau chuyến thăm của Putin tới Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Nga đã triệu tập đại biện Mỹ để phản đối sự tham gia của một công ty quân sự tư nhân vào chiến dịch đột kích của Ukraine. Đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow, Stephanie Thomas đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ, BMC, vào chiến dịch đột kích của dược kích tại tỉnh Kursk của Nga, cũng như hành vi khiêu khích của các nhóm phong viên Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Kiev. PMC, được gọi là Nhóm Quan sát Tiền phương, trước đó đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram cho thấy các thành viên của nhóm này mặc đồ quân sự và cầm vũ khí. PMC tuyên bố đang tham gia cuộc tấn công của Kiev vào khu vực biên giới của Nga. Ba người trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh, thường được quân đội Ukraine đeo trên chiến trường. Theo thông cáo báo chí được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 20 tháng 8, bằng chứng này mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ không liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những hành động này chứng minh rõ ràng vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến và tiếp tay cho các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các nhóm phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ xâm nhập trái phép vào tỉnh Kras để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra. Bộ ngoại giao Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với các hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ luật hình sự Nga để bảo đảm họ phải chịu trách nhiệm. Theo thông cáo báo chí, đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow đã được cảnh báo rằng tất cả các chuyên gia hoặc lính đánh thuê nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR ngày 20 tháng 8 cáo buộc các nước NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào vùng Kursk. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan. Theo tình báo Nga, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào Nga hồi đầu tháng này đã được đào tạo tại Anh và Đức. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga tiết lộ, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ phối hợp các đơn vị xâm nhập và sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine, đồng thời xác nhận NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của quân đội Nga. Theo trang tin The Times, một số chiến binh tham gia chiến dịch Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị tại Anh. Quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi vũ khí do phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Tracker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất. Một số trong số đó đã bị Nga phá hủy. thêm 13 km vuông vùng, vùng Kursk của Nga nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine. Quý vị thân mến, lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm đóng 1.263 km vuông lãnh thổ của vùng Kersh, thuộc quốc gia xâm lược Nga và đã kiểm soát 93 cơ định cư. Điều này đã được Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr công bố vào ngày 20 tháng 8 trong bài phát biểu qua liên kết video tại Đại hội các chính quyền địa phương và khu vực phát sóng trên kênh YouTube Radar. Tướng Zelensky cho biết các nhóm lực lượng phòng thủ đang tiến hành phòng thủ tấn công theo hướng Kursk. Trong cuộc tấn công trên lãnh thổ vùng Kursk, lực lượng vũ trang đã tiến sâu vào phòng thủ của đối phương từ 28 đến 35 km. Theo ông, Nga đang tiến hành một cuộc phòng thủ cơ động, cố gắng ngăn chặn lực lượng phòng thủ Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ liên bang Nga và cũng đang tập hợp các nhóm và di chuyển quân từ các hướng khác. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, những hành động tiếp theo của quân đội chúng tôi theo hướng này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào diễn biến của tình hình tác chiến. Lữ đoàn dù Ukraine đánh tàn lữ đoàn thủy quân lục chiến Nga tại Kursk. Lực lượng chiến đấu Nga từ lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 810 đã phải chịu tổn thất lớn chưa từng có ở khu vực Kursk. Điều này được kênh Telegram Sovetny đưa tin, kênh này liên hệ với nhóm quân sự phương Bắc của Nga. Theo họ, một số lượng lớn binh lính của lữ đoàn 810 đã thiệt mạng và bị thương gần cô định cư Kachet ở quận Koronevsky của khu vực. lữ đoàn 810 báo cáo rằng họ đã tham gia vào một cuộc giao tranh ở khu vực rừng gần Kachet. Có rất nhiều người chết và bị thương. Theo các kênh quân sự Ukraine, lữ đoàn dù số 82 gần Kursk đã kết liễu lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của quân đội Nga. Một trong những chỉ huy của lực lượng Nga đã tự nguyện đầu hàng. Vào ngày 19 tháng 8, người ta biết về tổn thất to lớn của lữ đoàn thủy quân lục chiến biệt lập số 810 của quân đội Nga ở khu vực Kursk. Như vậy, lữ đoàn xung kích biệt động 225 Ukraine không chỉ sẵn sàng tiêu diệt nhiều lính Nga mà còn bắt sống chỉ huy đại đội 3 thuộc đại đội MSB của lữ đoàn 810. Nhóm du kích ates của Ukraine đưa tin rằng cuộc chiến đã kết thúc gần kết. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Nga chỉ còn lại chưa tới 30% nhân lực sẵn sàng chiến đấu. Nhóm du kích Ukraine cho biết thêm, do chỉ huy bị bắt giữ, quân đội Nga hoạt động ở Kursk như rắn mất đầu Vụ tổ chức, không ít quân lính thuộc lữ đoàn 810 Nga đã đào ngũ trốn thoát. Trong đó, nhiều binh sĩ đã cởi bỏ quân trang, trà trộn vào dân thường để di tản. Dân vùng biên giới Nga tố chính quyền bỏ mặt dân tháo chạy trước khi nghe tiếng pháo nổ từ Ukraine. Trên đường phố Sosatotinkus, nơi lực lượng Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn, truyền thông Ukraine đã có những cuộc gặp gỡ với những người dân nơi đây và nghe được những tâm trình của họ khi lực lượng Ukraine tiến vào nơi này. Sessa là một trung tâm quận ở vùng Kets, nơi quân đội Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát. Một phóng viên của Union đã đến thăm thành phố, nói chuyện với người dân địa phương và tìm hiểu những gì đang diễn ra ở đó hiện nay. Hóa ra, chính những người lính Nga đã phá hủy tượng đại Lenin ở trung tâm thành phố. Tượng đài này đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Trên đường phố xa phóng viên Union đã gặp gỡ cả người dân địa phương và những người đến đón người thân nhưng buộc phải ở lại thành phố sau khi xe của họ bị trúng mảnh bầm. Xin hãy tạo cho chúng tôi một hành lang và mọi người sẽ thoát khỏi đây. Ở đâu đó, tôi đến vì mẹ tôi, mẹ tôi đang nằm liệt giường. Một người Nga nói hiện không biết làm thế nào để rời khỏi thành phố. Người dân Sosha cho biết số lượng phong kích đã giảm trong vài ngày qua, không có giếng nước trong thành phố. Vì vậy, người dân địa phương đã đun sôi nước sông để uống trong vài ngày đầu. Ukraine đã tổ chức cung cấp nước cho thành phố vào hôm qua và bắt đầu từ hôm nay, các sĩ quan quân y Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân tại Sosha. Bác sĩ quân y Philip Lap nói với Union rằng hôm nay có 10 đến 15 người chúng tôi đã tiếp nhận và hỗ trợ họ. Có một người phụ nữ bị thương do mảnh đạn. Chúng tôi sẽ điều trị cho cô ấy ở đây. Tôi đã phẫu thuật vết thương, rửa sạch. Ngày mai sẽ tiếp tục. Một cư dân 17 tuổi của Sosha tên là Oliana cho biết không có cuộc di tản nào trong thành phố và toàn bộ chính quyền đã ngay lập tức bỏ chạy. Theo cô gái, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhanh chóng mang nước uống đến Sosha. Nhưng hiện tại, người dân lo sợ rằng họ có thể hết xăng và sẽ không có gì để đổ đầy máy phát điện nếu không có nó thì sẽ không có điện. Maxim, một nhân viên cửa hàng ở thành phố Kurs, mô tả cửa sổ siêu thị của anh rung chuyển trong các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, nhưng cho biết anh và các đồng nghiệp không có nơi nào để trú ẩn. Anh nói, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc trong suốt thời gian bị tấn công, không có nơi trú ẩn ở Kurs, đó không phải là Hoa Kỳ, các viên chức ở đây không thích người dân thường. Chúng tôi vẫn sống theo cách chúng tôi đã sống, vì chúng tôi không có nơi nào để đi. Maxim lên tiếng ủng hộ Hoa Kỳ, nước có hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, gọi là HIMARS, đóng vai trò quan trọng trong cuộc tiến công. Maxim nói rằng, tôi chỉ muốn Ukraine hoặc Hoa Kỳ giải thoát chúng tôi khỏi gánh xiết hay này, chúng tôi không thể đấu tranh cho công lý ở Nga được. Giao tranh rượt lửa ở miền đông Ukraine, Nga thiệt hại nặng nề ở khu vực Bokrosk. Quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công theo hướng Bokros thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Phong trào du kích ITES do người Ukraine và người Tatar ở Crimea thành lập đã đưa tin thông tin này vào ngày 20 tháng 8. Theo ITES, một chiến sĩ du kích Ukraine thuộc Liễu đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ Độc lập số 15 của Nga đã báo cáo rằng Nga đã phân bổ lực lượng đáng kể để tấn công theo hướng Bokros. Báo cáo từ nhóm ITES cho biết thêm, việc Nga vội vã chiếm Bokros đang gây ra cho họ những vấn đề nghiêm trọng. Lữ đoàn 15 của Nga đang phải chịu tổn thất nặng nề. Một số lượng lớn nhân sự và thiết bị đã được triển khai, nhưng khi thiết bị hỏng, binh lính mất sự phối hợp, dẫn đến hỗn loạn và gia tăng thương vong. Nhóm du kích của Ukraine cho hay, các ba mẹ và vợ của những kẻ xâm lược Nga đang viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu ông giải quyết tình hình. Tuy nhiên, họ chỉ được khuyên nên liên hệ với các cơ quan chức năng khác. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ đầu ngày 21 tháng 8, đã có 87 cuộc giao tranh ở tiền tuyến, trong đó, giao tranh ác liệt nhất tập trung ở khu vực Bortrost. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào các khu vực biên giới của vùng Sumy, cụ thể, Bacshems, Mikhelsky, Drayasney và Boroska đã bị pháo kích. Ngoài ra, Slapohrad đã bị tấn công hai lần bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Tại khu vực Teres, lực lượng Nga đã tiến hành 14 cuộc tấn công ngày hôm nay. Họ đang nhắm vào các thị trấn New York, Nelibica, và Selesny. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang kháng cự mạnh mẽ, đã hoàn thành 13 cuộc giao tranh với các trận chiến đang diễn ra. Không quân Nga đã tấn công Rosba bằng tên lửa không điều khiển và tấn công Teres và Nelibica bằng 11 quả bom không điều khiển. Trong khu vực Bogros, số lượng giao tranh chiến đấu cao nhất được ghi nhận. Kể từ đầu ngày, lực lượng Nga đã thực hiện 34 nỗ lực đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi vị trí của họ ở các khu vực Vrinnetska, Mikhailivka, Kalinivka, Novogrivka, Grivka, Mikolaivka, Britney, Skatney và tấn công về phía Srenepol. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công của Nga với 10 cuộc giao tranh chiến đấu vẫn đang diễn ra. Quân đội Ukraine thổi bay radar hàng cực hiếm của Nga ở mặt trận Tavria. Quân đội Ukraine đã tấn công một hệ thống radar hiếm hoi của Nga, APMK Olipka, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược trên hướng Tavria, Dmitro Likova đã nói về điều này trên chương trình truyền hình tin tức Adini vào thứ Ba ngày 20 tháng 8. Như Likovi đã lưu ý, trong ngày qua 20 tháng 8, trên khu vực trách nhiệm của lực lượng phòng vệ Tavria, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 69 quân chiếm đóng của Nga, phá hủy 25 đơn vị thiết bị quân sự. Đặc biệt, đây là xe chiến đấu bọc thép, 4 hệ thống pháo, 3 thuyền trinh sát, 1 xe nhân liệu, 10 ô tô và hàng chục UAV của Nga. Ông nói, riêng biệt, tôi muốn lưu ý đến một con chim rất khiếm, tổ hợp khí tượng tìm hướng vô tuyến ABMK-1, Olipka, là một loại radar cho phép quân đội Nga thông qua kinh khí cầu và các thiết bị phóng tàu thăm dò khác, sử dụng dữ liệu này để xác định việc điều chỉnh quỹ đạo của các vật thể đạn đạo, tức là pháo và tên lửa. Vào ngày 17 tháng 8, Likofi tuần bố rằng quân đội Ukraine đã bắt được một quân chiếm đóng của Nga ở vùng Kherson. Đây là một hiện tượng hiếm gặp. Như Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin sáng 21 tháng 8, Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, Nga đã mất khoảng 602.700 binh sĩ, 1.330 người trong 24 giờ qua. Ông Tập giảm 30% lượng dầu mua từ Nga sau chuyến thăm của Putin tới Trung Quốc. Nga đã mất đi người mua dầu thô chính của mình. Trung Quốc gần đây đã giảm mạnh nhập khẩu, Điều này được Reuters đưa tin sau khi nghiên cứu dữ liệu từ hải quan Trung Quốc. Vào cuối tháng 7 năm 2024, mức giảm mua dầu của Nga ở Trung Quốc được ghi nhận là 7,4%, tổng khối lượng là 1,76 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023. Việc cắt giảm bắt đầu vào cuối quý đầu năm nay từ 2,55 xuống 2,05 triệu thùng mỗi ngày. Vào tháng 5, sau chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Kinh, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, trong tháng 7, nó đạt 1,9 triệu, tức là mức giảm 30% trong 4 tháng. Bắc Kinh đang thay thế dầu Nga bằng dầu Trung Đông. Trong những tháng gần đây, người Trung Quốc đã tăng mua hàng từ Ả Rập Xê thêm 13% và từ Malaysia thêm 61%. Tổng nguồn cung của đất nước giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022 do lợi nhuận lọc dầu thấp và nhu cầu nhiên liệu yếu từ các nhà máy lọc dầu công cộng và tư nhân. Bài báo cho biết, bất chấp lượng mua giảm, Trung Quốc vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga. Hầu như mọi thùng thứ hai mà Liên bang Nga gửi đi xuất khẩu đều do người Trung Quốc lấy. Trước đó, Đài Lót Đốc UA đưa tin nguồn cung dầu qua đường biển của Nga tiếp tục giảm mạnh trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.